Quý vị và các bác anh em trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến, em rất vui mừng khấn khởi khi đã được quay trở lại gặp quý vị và các bác anh em trong chương trình test âm thanh và giới thiệu hàng bãi. Trước mắt quý vị và các bác anh em đang hiển diện một đôi loa ló vừa cập nhật về trong cửa hàng của nhà em. Đó là một đôi loa Coran XV. Xin đọc lại, loa Coran XV. Đôi loa này được sản xuất tại Nhật Bản, mang thương hiệu của Nhật Bản. Đôi loa này sử dụng là loa ba cô phơ trên một thân thùng. Thứ nhất, nó sử dụng một cái loa bát có đường kính 27, dòng này cổ cực kỳ to. Một loa trung đôm và một loa tép đôm có hai vị tinh chỉnh. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác anh em hãy cùng em đi đêm tham quan đôi loa. Nó rất tuyệt vời, sử dụng thùng gỗ nặng, có một cái màu vân gỗ trang nhã hài hòa, rất đẹp. Và đặc biệt đôi loa này có một cái giá thành cực kỳ hợp lý để cho anh em chúng ta chơi. Chất âm của nó đảm bảo sẽ vượt xa tầm tiền mà quý vị và các bác anh em định đầu tư. Các bác thấy một cái loa có màng bát cực kỳ đẹp, đẹp đến mỹ mãn, đẹp tuyệt vời. Sử dụng một cái loa bát 27, gang em là gang 25 nhé, vẫn thừa đây. Màng của nó là màng giấy và gân của nó là gân vải nguyên zin các bác nha. Màng giấy, gân vải nguyên zin rất đẹp. Một loa trung đôm và một loa tép đôm có một lỗ thông hơi ở phía trước mặt và có hai vi tinh chỉnh loa Coran mang thương hiệu Model XV. Và ngay bây giờ em sẽ để cái máy quay đây, sẽ quay ra cái đằng sau đôi loa cho anh em chúng ta ngắm nhìn một chút. Đấy, các bạn thấy. Và cái thân thùng của nó có đẹp mỹ mãn luôn. Loa Coran XV. Dòng loa được sản xuất tại Nhật Bản, hàng Made in Japan. Và đôi loa này có một cái trở kháng, đó là trở kháng 6 ohm và công suất là 110W trên một thân thùng loa. Dòng loa này nghe được đa thể loại nhạc và hát hò karaoke ở trên đôi loa này rất hay các bác nha. Giá rất tuyệt vời. Và bây giờ xin đi vào báo giá cho sản phẩm loa Coran, một thương hiệu rất nổi tiếng đến từ đất nước Nhật Bản. Dòng loa này sử dụng củ gông đúc cực kỳ to các bác nha, củ gông đúc cực kỳ to. Và đôi loa trông rất là nặng, thật sự mà nói rất nặng. Thì đôi loa này có giá bán là 6 triệu 200 ngàn đồng các bác nhé. Giá bán 6 triệu 200 ngàn đồng. Ngay bây giờ em sẽ đo qua cái chiều cao. Đôi loa này có một cái chiều cao là 58 phân 5 các bác nhé. Chiều cao là 58 phân 5. Chiều rộng là 31,5. Chiều sâu là 30 các bác nhé. Chiều sâu là 30 cm. Và bây giờ bỏ lốt ke căng này ra nữa để cho anh em chúng ta ngắm nhìn về tuyến loa. Nó quá đẹp, đẹp mỹ mãn. Thật sự mà nói, quá đẹp, đẹp không thể chê vào đâu được. Thưa quý vị và các bác anh em chúng ta thân mến, rất đẹp đúng không ạ? Tuyệt vời. Và đôi loa Coran XV này em đã báo giá cho quý vị và các bác anh em chúng ta rồi nha. Giá là 6 triệu 200 ngàn đồng. Và tiếp theo là một chiếc âm đi, đó là một chiếc âm đi Pure SA 6800 mắc đôi, đệ tử của 7800 mắc đôi các bác nhá. Xin giới thiệu âm đi Pure SA 6800 mắc đôi, đệ tử ruột của 7800 mắc đôi. Đây là một chiếc âm đi đẹp trong dạng hiếm gặp các bác nhá. Đây là một chiếc âm đi đẹp trong dạng hiếm gặp. Nó đẹp cóng cánh và đẹp đến long lanh, đẹp đến nỗi không tìm đâu ra một cái vết xước nào cho dù nhỏ nhất. Đẹp từ đáy đẹp lên, đẹp từ trong ra ngoài các bác nha. Rất là ok, quá đẹp về chiếc âm đi này, không thể chê vào đâu được quý vị và các bác nghe anh em thân mến. Thậm chí em chưa hề vệ sinh nó luôn các bác nha, lau chùi qua là còn sạch sẽ nữa và đẹp đẽ nữa. Và giá của chiếc âm đi này hàng siêu đẹp nha, đẹp trong dạng hiếm. Pillar SA 6800 mắc đôi. Giá của chiếc mi này là 3 triệu đồng các bác nhá. Giá 3 triệu đồng. Nguồn phát là những chiếc đầu Solidat DTC 690, giá 4 triệu 200. Và Solidat A7 có giá 4 triệu 600. Vừa chạy băng đát kiêm giải mã analog optical cô xoan, có công suất lớn các bác nha. Dòng đắt em rất thích bán vì tiếng của nó khỏe và sáng.
rất hay và chơi dòng này không mấy khi bị lỗi các bác nhá, không mấy khi bị lỗi. Xin nhấn mạnh và nhớ cho anh em nhớ rõ là như vậy. Chiếc Solidat A7 có giá là 4.600.000 các bác nhá. Và các bác đừng quên những chiếc Omni Jaguar PA203L, dòng Omni huyền thoại của Hàn Quốc, xịn hàng bãi, vang liền đúng béo, chạy 4 sò Zika, dòng sò trường, sò của Nhật Bản. Máy bao zin tuyệt đối cho anh em và giá là 7.900.000. Ngay bây giờ xin mời quý vị và các bác, các anh em chúng ta hãy cùng đi đến buổi thẩm âm và em sẽ trực tiếp mở băng đát, tiếp tục mở băng đát cho anh em nghe. Băng đát đây này. Em bấm vào đây. Chưa quên lên em nào có
Xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của tất cả quý vị và các bác, các anh em. Hẹn gặp lại các bác trong chương trình Thế Âm Thanh giới thiệu hàng bãi cho lần kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn.